Vâng, đây là mình quay công ty đối tác chuyên về khóa tại Thái Lan, có 4 công ty anh em nhé. Đây là các máy làm chìa khóa rất là hiện đại. Thái Lan trực tiếp sản xuất, bán và phân phối sản phẩm ra cả các nước trên thế giới. Đây là các loại máy làm chìa khóa được nhập từ các nước cũng như là trực tiếp của công ty đối tác sản xuất ra. Đây là cái phần điện thoại tải giúp trả. Công ty chuyên sản xuất các loại khóa từ chìa khóa cơ khí tới chìa khóa điện tử. Chip từ của Piero cũng sản xuất tại đây anh em ạ. Đây là gian trưng bày các loại máy móc về ô tô. Đây là các loại chìa khóa ô tô mẫu đây anh em, nhiều lắm. Vâng, công ty xuất khẩu các loại khóa tới các nước trên thế giới và các hãng xe nổi tiếng trên thế giới cũng nhập và chìa khóa từ công ty tại Thái Lan này. Đây chỉ là một cái cơ sở trưng bày thôi, còn cái cơ sở sản xuất chìa, phôi chìa thì là một vị trí khác mà có tới mấy trăm công nhân. Đây chỉ là gian hàng trưng bày thôi. Còn nhẹ 4 nhà máy sản xuất chìa khóa thì ở vị trí khác anh em ạ. Vâng, công ty có hàng ngàn công nhân làm việc trong lĩnh vực khóa. Công ty trong quá trình làm việc thì có một kênh YouTube để quảng cáo 4 nhà máy làm việc của công ty với hàng ngàn công nhân làm việc liên tục. Công ty đã có hơn 40 năm trong lĩnh vực về khóa. Anh em thấy chìa khóa là các mẫu mã luôn, các hãng xe là đều đặt khóa ở công ty tại Thái Lan này. Các loại máy, các kiểu máy đấy, của các nước chuyên về khóa đều có ở đây.
anh em thấy là bạt ngàn về khóa luôn, các mẫu mã luôn của các loại xe luôn. Vâng, anh em thấy là quá nhiều các mẫu chìa khóa, hàng ngàn mẫu chìa khóa được trưng bày ở đây. Vâng, mình chỉ quay như vậy thì anh em thấy mức độ đa dạng chìa khóa ở gian trưng bày như này là như thế nào rồi, đúng không ạ? Vâng, mình cũng phải ra xe ô tô thôi, bởi ô tô cũng đã đến đón rồi anh em ạ. Đấy. Quay hỏi anh với lại ông bà chủ tịch. Quay tiếp bài đang He wants you to be in the ông bà chủ. Đây là ông bà chủ tịch anh em nhé. Đây là ông bà chủ tịch. I will be with him. Ông bà chủ tịch. Con gì to. Chú sẽ chạy lấy. Cái xong chưa? Cắt. Rồi, và mình cũng phải ra xe để xuất phát về khách sạn và ra sân bay anh em ạ. Mình quay quang cảnh công ty một chút nhá. Vâng. Info Visor. Tòa nhà trụ sở công ty nhé.
còn 4 nhà máy là ở chỗ khác. Welcome to Thailand. Rồi mình thoáng qua, còn đây rất nhiều chim bồ câu hoang dã anh em nhé, cực kỳ nhiều chim bồ câu hoang dã luôn. Và mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Và bây giờ là mình chính thức lên ô tô xuất phát về khách sạn.